Cuộc bầu cử này, tất cả người dân California sẽ có thể bầu cử an toàn tại nhà. Mọi cử tri tích cực đã đăng ký sẽ nhận được một phiếu bầu qua thư với một mã vạch duy nhất. Bạn có thể theo dõi nó bằng cách sử dụng Where's My Ballot và bạn sẽ nhận được thông báo tự động bằng tin nhắn văn bản, email hoặc cuộc gọi thoại để cho bạn biết trạng thái phiếu bầu của bạn sau khi bạn gửi nó qua đường bưu điện. Hãy gửi nó tại địa điểm bỏ phiếu của bạn hoặc tại một thùng đựng phiếu bầu qua thư, đơn giản, an toàn, bảo mật, được kiểm đếm